À, xin chào các bác nha đã đến với video của em kênh hàng nhật quái hôm nay giới thiệu đến các bác hai cái mẫu mà vật dụng của nội địa nhật đó là bình thủy 4 lít của panasonic hàng vip xịn sò và một cái máy pha cà phê của philip hàng nội địa nhật chưa xài mẫu này là chưa xài mới là trăm phần trăm chưa xài nha các bác công suất nó là 600 trăm sáu trăm pha máy pha cà phê của nhật là pha là cực ngon đỉnh của chớp luôn nè các bác em bán chị với giá là 700 000 đồng thôi nè. Đó mua đi cọc cho em 200 còn chuyển đủ em bao ship, bảo hành cho mình là 3 tháng. Đó thì xài đơn giản thôi, cắm điện lên bật công tắc tách rồi mình đổ cà phê, đổ nước ở đây nó có cái um, cho mình cái uh, mức nè thì em sẽ có video hướng dẫn hết nha. Nếu mà nói máy pha cà phê thì cái hiệu Philips này nè, xài nó bền như trâu luôn nó các bác. Cái này kiểu như là nồi chiên không dầu hay là những bậc của hãng mà cái hiệu Philips trong thị trường Nhật nha xài thì các bác biết rồi nó đỉnh của trước em bán chỉ 700 ngàn thôi nè bác nào nếu mình có cái nhu cầu thì mình mua nhanh gọn lẹ giùm em nè đổ nước vào đây nè cho em nè tặng kèm rất là nhiều cái cái, cái cái túi lọc còn cái giấy này là cái giấy hàng mới của người ta đó các bác nó còn cái giấy hướng dẫn là mình xài nè đó cái này về thì bên kia về đường biển nó không có thùng mấy hàng này hàng đấu giá hết đó các bác à đó thì nó nói sẽ vậy đó bán nó cũng nhét vô đây cho các bác nè thì có 700 ngàn thôi đó rồi qua tiếp bên đây là cái bình um, thủy cũng đẹp lắm nè các bác đẹp can luôn nè bình vỏ nhựa còn trắng tinh luôn nha là thay bình thủy nam bán rất là nhiều nè nếu mình có cái nhu cầu thì kênh bóc liên hệ em đi mình mua không được cái này thì mua được cái khác bình này là 4 lít đặc điểm như thế này các bác nó bị gách cái tem bắt cái tem luôn nè cũng như là cái chủ nhanh trước người ta xài nhưng mà người ta rửa tem em đi nhúng nước để nước vô quá nó ướt cái tem người ta tháo cái tem luôn thì mấy cái bình này công sức 1 ngàn quá thì các bác xài ổng áp ngàn gửi ngàn hai cho em nha đó thì uh, xài thì các lục cơ thì em test hết rồi các bác tí em cũng đổ nước và em test cho các bác xem luôn vào bên trong cho em nha rất là đẹp nè nè lòng chống chính này các bác ngon lành không đẹp đen không đó xài đi rất là im nha các bác mình sử dụng cái nước nóng luôn nhiều rồi đó mình mua cái này quán xá rồi đó giờ mình đổ nước vào nè làm test cho các bác xem nha người vào thật việc thật test luôn cho các bác xem yên tâm mình tí cũng cắm điện vào cái này luôn giờ bỏ dây nguồn vô thì em bán thì nó sẽ có công viên nguồn các bác bình thủy phải nào cũng phải có công viên nguồn vậy nè mình gắn vào mình xài gì đôi khi em quay em không có để lên một số bác thắc mắc dạ có hết nha các bác không có thôi là mình không xài được mua hàng thì liên hệ với em nha rồi trở lại các bác thì mới cắm điện vào nè giờ điều chỉnh cho cho em đi 98 làn trăm nó sẽ sôi đó thì giờ sôi xong tự động nó ngắt bơm là giờ bấm gì nè bấm thêm đúng này cái nữa là nó bơm nước ra đó thì chờ chút nó sôi nha các bác thì em nhá hàng các bác xem vậy thôi còn cái máy này thì nó mới chưa xài rồi nó có vấn đề gì đâu mà phải sợ luôn em đem cái này qua em cắm cho các bác xem luôn nè rồi chạm tí đi chướng dấp quá rồi thì em đã cắm điện rồi nè bật lên gì là xài thôi nè em tự động đun nóng nè cà phê sẽ từ trên nhỏ nhỏ xuống mà nóng rất là nhanh nha các bác pha ngon cực kỳ luôn nếu mà không ngon thì người ta đâu có mua bằng cái gì phải không em bán rất là nhiều luôn các bác hôm trước về một lô đâu bốn mươi mấy cái là em bán là trong vòng cái tết là hết luôn qua tết cũng còn một hai cái thì em cũng bán luôn nói chung là người ta biết xài người ta mới mua các bác chứ không phải là tự nhiên pha phơi thì người ta đổ ra ta pha bình thường thì mắc chi mua tốn mấy trăm ngàn nhưng mà tốn mấy cái trăm ngàn đem lại cho mình một cái gọi là cái trải nghiệm nó rất là kinh ngạc thú vị đó mình xứng đáng đồng tiền mình bỏ ra để mình nhận lại được gọi là cái chất lượng cái trải nghiệm cái công nghệ mà pha cà phê máy như thế này của nhật đó thì đây là nó lên cho 45 này các bác thì mấy bình này cũng nhanh sôi so lắm này cũng còn mới đẹp lắm này các bác này vỏ nhựa còn trắng đẹp lắm nè chỉ có là cái phía sau nó mắc cái tem vậy thôi còn lại là nó rất là ok thì mình em bán cho các bác giá tốt thôi các bác để mình mua có thể là dễ dàng nhất có thể còn muốn mua cái nào nữa thì kênh inbox cho em nè má còn rất là nhiều bình nè thấy không đó rồi thì chạy tí xíu đi nó sôi lên 55 nè 80 này các bác giờ mình coi vô trong coi em đi thôi nó lên nè các bác thấy không đó nó lăn tăng lăn tăng rồi nè nó lên hơi dính cái nắp rồi nè gần xíu nha bơm qua thì nói chung là xài không dễ lắm các bác nhưng mà đừng cái nó bền nha nó bền như trâu luôn mấy bình thủy này em bán ha không có hư hao gì hết trơn các bác em nói thẳng luôn làm bán cũng biết bao nhiêu cái bình thủy rồi nó không có cái nào hư hao hết có những tình trạng như thế này là một số bác mình xài lâu ngày mình không có vệ sinh cái lồng thì nó sẽ là đóng bụi đóng cặn rồi nó sẽ kẹt cái bơm thì thường em hướng dẫn các bác tháo ra để mà vệ sinh cái bơm lại là nó hoạt động bình thường thì nói chung các bác xài thì lâu lâu các bác cũng phải xúc rửa trà cọ nó chứ không phải là mình để gì mình xài hoài được đó nếu mà để vậy xài thì nó sẽ bị kẹt cái bơm mình phải vệ sinh lại cái bơm đó, nó có bơm từ nước đây nó hút nước từ đây ra đây nè đó thì em chưa có bảo hành một cái nào hết đối với bình thủy có bác đó là cấm nhầm điện và hai bác hai ba bác vậy đó là cái bơm nó bị nghẹt thì em hướng dẫn vệ sinh vẫn bình thường còn có bác là ở Cần Thơ bác mua một cái bình 5 lít mà bác nó cấm nhầm điện thì gửi về em hỗ trợ sửa cái bác thì cái bác chịu tiền sửa cho em thì em cũng không phải là thợ của các bác em chỉ là người bán thôi thì em cộng tác viên em gọi làm cộng tác chỉ bên sửa người sửa chuyên mặt hàng nhật đó chứ không phải là tự động mà em biết sửa cho nên hàng em bán rất là nguyên viên em bảo hành thì đem cho thợ người ta sửa thôi người ta lấy cái giá em nó cũng rẻ tại vì em 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 hàng em là như là thường xuyên hiểu không còn như thí dụ các bác lâu lâu mà các bác đi sửa một món hai món thì người ta sẽ tính mắt cái này làm chia sẻ thật tình nếu mình có vấn đề gì nếu giờ hàng gì có vấn đề gì em vẫn không trợ cho các bác đó các bác chịu tiền sửa cho em tại vì em không có làm được nếu em làm được thì em cũng không lấy tiền cho bác bằng cái gì đâu cái này em nói thiệt bắt đầu nè tối lên này trần trí đi chăm mà nó sẽ soi đó thì nói chung là có thể là em uh, buôn bán cái hình thức của em á nó cũng gọi là cũng dễ mua lắm dễ bán lắm các bác thì hàng của em là một đổi một trong vòng một tuần lễ nếu nó lỗi thì uh, mua về thì báo em liền thì uh, đôi khi lúc các bác không biết xài thì em hướng dẫn các bác là uh, xài theo đúng cách đó hoặc là nó thí dụ là mình đặt sai cái vị trí của cái dung cái nắp hay cái gì đó nó báo lỗi thì em hướng dẫn lại cho mình xài cho uh, hết lỗi. Đó còn nếu mà uh, mà trong cái mà nó lên hơi này các bác, trong mà cái thời gian xài mà tự động nó lỗi đó, thì em chịu trách nhiệm cho các bác là sửa chữa. Còn uh, mà một đến một là trong vòng một tuần lễ lưu ý với em là như vậy nha. Thì cái gì có cái gì thì các bác cứ quay video nhắn tin lại em sẽ hướng dẫn cho các bác cái gọi là tặng tình. sau là một này các bác thấy không? nào ngon nè. Nói chung là em mua bán nó thoải mái lắm, nhưng mà đôi khi á là các bác nhắn tin cho em không được là như thế này. Em đi ship hàng hoặc là có khách gọi hoặc là em đi ngoài đường thì các bác nếu mà nhắn tin cho em không được thì bác cứ gọi cho em. Đó, chứ còn mà mà tin nhắn rất rất là nhiều, em đọc không hết các bác. Thật sự có một có một cái bác đó kìa ở đâu miền Trung hay miền Bắc gì nè, em quên rồi, bác tin là chị Trời ơi bác của hàng em rất là nhiều luôn mà tin nhắn của bác mà đó em đọc không được em tức một cái kinh khủng luôn á tới hồi ba hôm sau bác mới nhắn lại bác nói em nói trời ơi mặt hàng của bác hỏi là còn hiện tại tin nhắn là em không có đọc hết đó cho nên là cái gì mà sau này nếu mà nhắn tin không thấy em trả lời thì mình cứ gọi đi rồi đôi khi em mà không online 10 phút hay là hai chục phút là tin nhắn nó dồn rất là nhiều quá bác rồi tin nhắn nhóm này rồi tin nhắn mà cũng như là tin nhắn uh, sinh nhật đó trời một ngày một ngày lên nhắn sinh nhật biết bao nhiêu mà nói bạn thì ba bốn ngàn bạn rồi tin nhắn rồi này kia nó nhiều lắm với những cái bác mà không có kết bạn rồi mình uh, cứ nhắn uh, riêng có một số bác làm như là không có kết bạn nhắn người lạ đó thì nó cũng trôi qua khung người lạ em cũng không nhìn thấy được nữa đó con là này các bác thì em mới đổ nước vô thêm thì nó trở về 90 mươi nè mới nãy là nó là 100 thì đầy đủ các bác hết rồi đó em bán triệu hai thôi bình này là bán triệu rưỡi các bác nhưng mà anh xe các bác là một triệu hai nha Mua thì các bác gặp cho em 200 ngàn Chuyển đủ thêm bao ship Bảo hành các bác là 3 tháng Xài lại đúng điện cho em nha Bảo hành cho mình là 3 tháng nhà hàng là kiểm tra thoải mái Nói chung là mua bán Đôi khi cũng có có thể là nó hiểu lầm cho bác Đó Tại vì ví dụ các bác mình phải có thời gian Nó khác Còn nhưng mà em buôn bán là em biết rồi Em canh điện thoại dữ lắm Mà đôi khi cũng sơ sức rồi thì kết thúc video nha, mong rằng các bác mua hàng liên hệ qua Zalo giúp em. Cảm ơn các bác.